Con có mấy câu hỏi nữa, con hỏi giùm chị Tiền nè. Thưa bác, tất cả những người tu theo đạo Phật dễ bị nhầm tưởng rằng tụng kinh là sẽ có công đức và hồi hướng lại cho tất cả chúng sanh. Bởi sao mỗi thời kinh thường có bốn câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa bác, những câu hồi hướng này có phải là do Phật để lại không thưa bác? Của đạo Phật có, đạo Phật để lại, nhưng mà người ta lầm. Hồi hướng công đức này, nhớ là chỉ công đức, ai làm được công đức mà hồi hướng? Trên thế gian này chưa ai có làm được cái công đức, trừ khi cái thiền tông ra đời. Công đức là con giúp người kế, con hiểu cái này con có công đức. Mà bây giờ cái trước kia cái pháp giải thoát chưa ai giải, làm sao mà con tạo được công đức? Công đức đợi khi nào công đức công bố cái giáo lý ra, ở trong đó cái thiền tông ra, thì con mới giúp người ta tạo được công đức. Trước khi công bố chưa hoàn toàn, không ai biết công đức là cái gì, mà làm sao hồi hướng công đức? Công đức là cái gì đâu? Nha. Mà nếu con có công đức thì đúng hồi hướng, tất cả người có công đức trở thành Phật hết. Đó là hồi hướng cái này nè, nhưng mà phải có công đức. Nhưng mà chưa công bố quyền ký ra thì hoàn toàn không ai biết công đức là cái gì. Cho nên nhớ là học một cái điều, vua Lương Võ Đế cất 72 câu chùa, hỏi Bồ Đề Đạt Ma có công đức không, chẳng có công đức, ông không có chút nào, chưa không? 72 câu chùa, còn cao con bây giờ có vô cáo rồi, trúng 50 ngàn, 100 triệu, 2 triệu, làm sao có công đức? Cúng vô cái chùa mà để chùa làm từ thiện thì con có phước đức thôi. Còn nếu mà cúng làm chuyện khác không có. Tự con hiểu. Chứ không nói rõ. Cúng chùa để người ta làm từ thiện, con có phước đức. Cúng chùa làm chuyện khác không có phước đức. Còn công đức mới công bố ra mấy năm thôi. Vậy nhưng mà có một điều, công bố ra bị chửi quá thì thành ra bây giờ cũng không dám nói nữa. Nói cũng phải giấu, nói từ từ chứ không cho nói mạnh, nói thiệt con, thấy không? Mà bây giờ cái chùa Tân Diệu này không biết có tồn tại được mấy năm nữa không, nói thiệt con. Nhà nước cho nói ngày nào nói ngày nấy, không nếu ổng biểu đóng cửa thì đóng, nói thiệt, thấy không? Vì thế khó lắm chứ không phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.